nhằm phục hồi du lịch nội địa trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm mới 2021. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phương trình liên kết du lịch. Điểm nhấn quảng bá của các gói kích cầu liên kết sẽ là chương trình 4 địa phương, 1 điểm đến gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Bình, trong đó lấy du lịch biển làm chủ đạo trong thiết kế tổng thể. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh các chương trình liên kết phát triển du lịch đã sẵn có giữa Đà Nẵng với các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.